tính toán. Làm việc thắng ở nhân cách, thua tại thông minh. Một, làm người tầm nhìn quyết định độ cao mà bạn với tới được. Một người có tầm nhìn xa, con đường tương lai mới có thể rộng. Nếu bạn coi cuộc sống là một bàn cờ vua, vậy thì kết cục của cuộc sống sẽ được xác định bởi bố cục của bàn cờ vua này. Chìa khóa để chiến thắng trò chơi này đó chính là nắm bắt được bố cục của bàn cờ. Có bỏ tốt giữ xe hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tầm nhìn của bạn. Có một câu ngạn ngữ như thế này: chiếc bánh rán có lớn đến đâu cũng không thể lớn hơn được cái chảo rán bánh. Bạn có thể rán được một chiếc bánh lớn, nhưng cái bánh đó của bạn dù có lớn tới đâu cũng đều phải chịu sự giới hạn của chiếc chảo. Tương lai mà chúng ta hằng hy vọng dường như rất giống với chiếc bánh lớn đó. Có thể tạo ra được chiếc bánh lớn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc chảo mà bạn sẽ sử dụng. Đây chính là tầm nhìn. Khi chúng ta đứng ở tầng 2, thứ chúng ta nhìn thấy được sẽ chỉ toàn là rác. Nhưng khi đứng ở tầng 22, thứ ập vào mắt chúng ta lại là phong cảnh của cả một thành phố. Đứng ở các tầng khác nhau sẽ đem lại tầm nhìn và tâm thái khác nhau. Con người cũng như vậy, khi chúng ta bước vào một độ cao mới, đạt tới một cảnh giới cao hơn, tầm nhìn và khát vọng của chúng ta cũng sẽ trở nên khác biệt. Những người nhìn xa trông rộng, dám nghĩ dám làm, đều có tư duy khoáng đạt. Họ sẽ không vì những bất lợi của hoàn cảnh mà trở nên tự ti, cũng sẽ không vì những khả năng còn thiếu sót mà không chịu cầu tiến. Ngược lại, những người có tầm nhìn hạn hẹp thường có xu hướng đổ lỗi cho người khác về cuộc sống của mình. Chỉ vì một chút thất bại mà ngay lập tức sẽ hết đường xoay sở. Khi đối diện với các vấn đề, thường trở nên rất bị động, thậm chí là chịu rút lui. Trong cuộc sống, không gian phát triển của nhiều người thường bị trói buộc bởi giới hạn của chính mình. Không có định hướng, không nhìn thấy tương lai, và cuối cùng là thất bại. Một người muốn nên nghiệp lớn thì phải biết nhìn xa, trông rộng. Đối với bàn cờ cuộc sống, chúng ta trước hết phải có một cái nhìn thật rộng, thật bao quát. Phóng to, phóng xa tầm nhìn giúp bạn xác định được hướng phát triển của sự việc, kiểm soát được thế cục. Làm việc thắng ở nhân cách, thua tại thông minh. Trước khi làm việc, hãy làm người trước. Nhân cách không đạt thì sẽ chẳng bao giờ thành công. Đây là đạo lý tự cổ chí kim. Một người dù có thông minh, nhanh nhẹn, tài giỏi, điều kiện gia đình có tốt đến đâu, nhưng nếu không biết cách làm người, nhân cách kém, vậy thì sự nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Năng lực rất quan trọng, nhưng có một thứ cũng quan trọng không kém năng lực, đó là nhân cách. Nhân cách là học lực cao nhất của đời người, là nền tảng của năng lực, là thương hiệu của cá nhân mà xã hội ngày nay đang thiếu rất nhiều. Nhân cách và năng lực giống như tay trái và tay phải vậy. Chỉ có năng lực mà không có nhân cách sẽ chẳng khác nào một người khiếm khuyết. Nhân cách tốt có thể thay đổi phong thủy xấu, nhưng nhân cách tồi sẽ làm hỏng phong thủy tốt. Dù phong thủy có tốt tới đâu thì cũng không thể nào phát huy được tác dụng. Nhân cách là giấy thông hành hiệu lực nhất. Lương thiện mới là sự thông minh đích thực. Mọi người luôn sẵn sàng kết giao với những người lương thiện, tử tế, bởi họ đem lại cho người khác cảm giác chân thật, yên tâm và tin tưởng. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng từ đó mà xuất hiện. Nhân khí là tài khí, hữu nhân ắt hữu tài. Có người đến ắt sẽ có tài lộc đến.
Vì vậy, lương thiện chính là phúc, là sức mạnh lớn nhất của đạo làm người. Chúng ta khi làm việc, cái để dựa vào là nhân cách, còn điều cấm kỵ nhất chính là tỏ vẻ thông minh, khôn lỏi, danh vặt. Những người danh vặt có thể thành công nhất thời, nhưng tới cuối cùng vẫn sẽ thất bại. Giống như một ngôi nhà, nó được tạo nên, được kiên cố là nhờ từng viên gạch, từng viên ngói. Nếu trong quá trình xây dựng rút chỗ này một ít, rút chỗ kia một tẹo, vậy thì thử hỏi, ngôi nhà đó có thể đứng vững được bao lâu? Bốn câu nói giúp bạn xem nhẹ những điều không như ý, vun bồi cuộc đời hạnh phúc. Đời người quá ngắn ngủi, học được những điều này cũng đủ giúp bạn sống thanh thản, nhẹ nhàng. Học cách khiến bản thân yên tĩnh, khiến bản thân trở về với hư không. Cuộc sống luôn chuyển động từng phút từng giây, có bao giờ ngừng lại. Con người cũng cứ thế cuốn vào vòng quay đầy cạm bẫy trông gai đó. Rất nhiều lần bạn cảm thấy đau đớn, bạn muốn gục ngã, muốn buông bỏ, nhưng cuối cùng bạn lại học cách tiếp tục chiến đấu. Hãy nghỉ ngơi, hãy để tâm hồn được tĩnh lặng, lắng đọng mà suy ngẫm về cuộc đời. Bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều. Lúc đó bạn sẽ thấy lùi một bước, biển rộng trời cao. Cần phải thách thức bản thân nhiều hơn. Không đố kỵ người khác, cũng không cần quá ngưỡng mộ người khác. Đừng nhìn quá nhiều vào thành công của người khác rồi ngưỡng mộ thần tượng họ và chán ghét bản thân mình. Như thế, chính bạn đã đưa bản thân mình vào hố sâu rồi. Hãy tự tin sống cuộc đời của mình, yêu thương chính bản thân mình. Mọi chuyện không phân lớn nhỏ, việc phức tạp thì biến nó trở nên đơn giản, việc đơn giản thì cũng đặt tâm nghiêm túc làm việc. Khó khăn thì làm nhiều lần, thận trọng tỉ mỉ sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Không bởi vì thù hận mà biến bản thân trở thành người đáng ghét. Mỗi người chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc mênh mông. Dù bạn có giỏi giang đến mấy cũng chẳng thể thay đổi cả thế giới, để cả thế giới phải nghe theo mình. Có rất nhiều người vì để thay đổi vận mệnh của mình mà không ngừng cố gắng, gặp đủ các loại trắc trở, cuối cùng đạt được thành công. Nhưng khi đạt được thành công rồi thì bản thân lại biến thành một con người cay nghiệt. Nếu như để đạt được thành công mà bạn phải đánh đổi, gạt bỏ mục tiêu, gạt bỏ lòng tự trọng của bản thân, thì điều cố gắng ấy liệu có đáng? Cho nên nếu ngay tại thời điểm ban đầu có thể hiểu rõ và giữ vững được sự chân thành, thiện lương của bản thân, thì mới có thể qua những nỗ lực vẫn giữ lại được mặt thuần chính, tốt đẹp nhất của mình. Phải biết điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện. Đừng như con kiến bò trong chảo nóng. Khi gặp khó khăn, hãy bình tĩnh giải quyết. Đừng để cảm xúc lấn át mà biến chuyện vốn đơn giản thành phức tạp. Thật ra, chỉ cần nắm bắt được chỗ trọng yếu trong vấn đề, giải quyết từng chi tiết nhỏ nhất. Nếu như gặp phải vấn đề bỏng tay, khó xử, thì cần bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng. Khi bạn càng phải suy nghĩ theo hướng tích cực, thì trái tim càng rộng mở. Nếu như suy nghĩ theo hướng xấu, thì trái tim cũng sẽ trở nên